bớt cơm đi, buổi tối cứ ăn rau mồng tơi nấu cùng hai thứ này, sẽ ngủ ngon, gan thận sạch, khỏi xương khớp. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, mồng tơi là một loại rau rất quen thuộc và dễ ăn với hầu hết cô bác ở đây. Tuy nhiên vì chế biến không đúng cách, mồng tơi đã gây ra những tác dụng phụ không mong muốn như gây khó chịu trong dạ dày, bị tào tháo đuổi hoặc hình thành mảng bám ở răng. Từ đó nhiều cô bác sinh tâm lý ghét loại rau này. Nếu vì bị như thế mà ghét mồng tơi thì quả thực rất oan ức cho nó cô bác ạ. Vì đó là do cô bác chế biến và ăn không đúng cách, chứ kỳ thực thì mồng tơi mang lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Đặc biệt, buổi tối mà cô bác cứ ăn mồng tơi nấu cùng hai thứ này thì tôi đảm bảo cô bác không chỉ ngủ ngon, gan thận sạch độc tố mà còn khỏi được tình trạng đau nhức xương khớp của mình nữa ạ. Để biết mồng tơi nấu với hai thứ gì, tác dụng của nó ra sao, cách nấu và các lưu ý cần biết khi ăn mồng tơi để an toàn với sức khỏe, cô bác theo dõi chương trình hôm nay để có câu trả lời chi tiết nhé. Vâng, thưa quý cô bác, trước khi tìm hiểu xem mồng tơi nấu với hai loại gì, thì xin mời cô bác cùng tôi tìm hiểu về công dụng của loại rau này đã nhé. Công dụng đầu tiên, trị táo bón. Tôi nhớ em trai tôi hồi còn bé, có giai đoạn nó bị táo bón dài ngày, tình trạng cũng rất nặng, nên có hôm ngồi cả nửa tiếng mà không đi đại tiện được, thậm chí nó phải khóc kêu làng kêu nước, cả xóm ai cũng nghe thấy. Ông bà nội thấy vậy đã phải hái ra mồng tơi để nấu canh hoặc luộc cho nó ăn liền tù tì trong 2 ngày thì nó không còn bị táo bón nữa. Sau đó hàng tuần, ông bà cứ nấu từ 2 đến 3 bữa canh rau mồng tơi để bắt em tôi ăn, nên tình trạng của em tôi không còn lặp lại. Biết được công dụng này của rau, nên sau này lớn lên, ra thành phố sống, tôi đã trồng một ít rau mồng tơi để trên sân thượng nhà mình để có rau sạch dùng khi cần đến. Theo các nghiên cứu, thì thân và lá mồng tơi có chứa nhiều polysaccharides, phi tinh bột, chất nhầy, chất xơ. Chất nhầy trong rau mồng tơi góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa của cô bác hoạt động tốt, trơn tru hơn. Đồng thời, chất xơ góp phần làm giảm hấp thu cholesterol cũng như ngăn ngừa các vấn đề về ruột như phòng tránh và điều trị táo bón cô bác nhé. Thứ hai là trị đau nhức xương khớp. Theo các chuyên gia, loại rau này có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, nhất là sắt, canxi, vitamin A, C và vitamin nhóm B. Với những hoạt chất này, sử dụng hiệu quả, cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp, chữa lành vết thương, giảm viêm sưng xương khớp, chữa đau khớp của bác nhé. Hàm lượng canxi trong rau này có thể ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, lão hóa xương khớp ở người cao tuổi. Có chất chống oxy hóa tác dụng ngừa các gốc tự do, phòng ngừa suy giảm xương khớp nữa của bác ạ. Ngoài ra, hàm lượng vitamin có trong rau còn giúp cơ thể người bệnh tăng cường hệ miễn dịch, nhanh phục hồi sức khỏe, giúp cơ thể của bác được dẻo dai. Sử dụng thường xuyên vừa dễ ăn vừa có hương vị dễ chịu, không gây tác dụng phụ nhé cô bác. Thứ ba là giảm cân, dưỡng da mịn màng. Chắc chắn cô bác đều biết, mồng tơi là loại rau có nhiều chất nhầy. Chính vì thế, chúng có tác dụng ngăn ngừa cơ thể hấp thụ chất béo. Ngoài ra, rau mồng tơi còn chứa rất ít chất béo và calo nhưng lại giàu chất xơ. Trong 100g lá mồng tơi chỉ có 19 calo, nên đây là loại thực phẩm rất phù hợp cho những cô bác nào ở đây muốn giảm cân. Do đó, cô bác nên bổ sung rau xanh, đặc biệt là rau mồng tơi vào chế độ ăn uống hàng ngày để có thể giảm cân nhanh chóng hơn mà không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bác. Bên cạnh đó, rau mồng tơi giúp cho khí huyết lưu thông nên cũng giúp cho da dẻ của bác mịn màng tươi trẻ. Ngoài ra, mồng tơi còn cung cấp carotenoid và các chất có tác dụng chống oxy hóa như beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Không chỉ giúp cơ thể của bác chống lại bệnh tật mà còn ngăn ngừa quá trình lão hóa cho da. Cô bác có thể dưỡng da, làm mịn nếp nhăn ở mặt, chống thô ráp bằng mặt nạ rau mồng tơi thay vì ăn trực tiếp. Hãy lấy vài lá mồng tơi non, giã lấy nước cốt, cho vài hạt muối, thoa đều lên mặt vài lần trước khi đi ngủ cô bác nhé. Thứ tư là cải thiện thị lực. Rau mồng tơi với thành phần vitamin A dồi dào, có khoảng 8.000 IU trong 100g lá mồng tơi, đáp ứng đến 267% nhu cầu vitamin A hàng ngày của cơ thể của bác. Vitamin A là một loại vitamin rất cần cho đôi mắt của bác. Do đó, việc cô bác ăn rau mồng tơi thường xuyên sẽ giúp cho mắt cô bác được hỗ trợ để trở nên khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, vitamin A rất tốt cho hệ thống miễn dịch của cô bác, giúp tạo ra các tế bào bạch cầu để ngăn ngừa vi khuẩn và virus của bác nhé.
Ngoài các công dụng trên, thì rau mồng tơi còn được dùng để điều trị bệnh thiếu máu do chứa nhiều sắt, chống viêm, lợn tiểu, tăng sữa cho sản phụ hoặc tăng cường chức năng sinh lý cho nam giới nhé cô bác. Loại nguyên liệu thứ hai kết hợp cùng rau mồng tơi, tôi xin chia sẻ với cô bác là nấm hương nhé. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì nấm hương rất giàu chất đạm, khoáng chất, vitamin và enzym, nên khi sử dụng, cô bác sẽ đạt được những lợi ích sau đây về sức khỏe. Thứ nhất là tốt cho sức khỏe tim mạch. Nhờ chứa ba hợp chất nổi bật là eritadenin, steroid, chất xơ beta-glucan, nên nhiều đánh giá đã chỉ ra việc sử dụng nấm hương sẽ giúp làm giảm cholesterol, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch cho cô bác được tốt hơn. Nhờ vậy mà nấm hương cũng rất tốt để cô bác giảm được cholesterol trong máu. Thứ hai là ngăn ngừa ung thư. Một trong những lợi ích nổi bật và được đánh giá cao của nấm hương là giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư dễ mắc hiện nay nhờ các hợp chất polysaccharide. Chất polysaccharide lectinan có khả năng chống lại sự phát triển của khối u bằng cách kích hoạt hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh mẽ đó cô bác ạ. Thứ ba là khiến xương chắc khỏe. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dưới tác động của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, chất ascosteroid có trong nấm sẽ chuyển hóa thành vitamin D2. Khi cơ thể của bác được cung cấp đủ lượng vitamin D sẽ giúp xương chắc khỏe, hạn chế tình trạng còi xương, đặc biệt giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh viêm khớp dạng thấp ở phụ nữ và đa xơ cứng của bác nhé. Và thứ tư là tăng sức khỏe cho làn da. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết trong 100g nấm hương chứa 5,7mg selen, tức là 8% giá trị hàng ngày của cơ thể. Việc bổ sung nấm hương vào chế độ ăn sẽ giúp giảm thiểu tình trạng mụn trứng cá, sẹo trên da. Kết quả này đã được nghiên cứu trên 29 bệnh nhân, được cho là 0,2mg selen và 10mg tocopherin sultanate chữa mụn trứng cá 2 lần mỗi ngày trong vòng từ 6 đến 12 tuần. Kết quả sau điều trị cho thấy kẽm trong nấm tăng cường chức năng miễn dịch và làm giảm tích tụ DHT để cải thiện làn da đó của bác ạ. Ngoài những lợi ích nổi bật trên, việc sử dụng nấm hương hay là nấm hương khô còn giúp cơ thể kháng khuẩn, chống virus, cung cấp vitamin B, chất chống oxy hóa. Do đó, nấm hương chính là một thực phẩm bổ dưỡng cần được thêm vào chế độ ăn hàng ngày của bác nhé. Và loại nguyên liệu thứ ba tôi muốn chia sẻ với cô bác là tỏi ạ. Tỏi là nguyên liệu gia vị quen thuộc với cô bác và gần như gia đình nào cũng có 1-2 củ tỏi trong gian bếp của mình. Theo các nghiên cứu thì tỏi rất tốt để chống viêm và kháng khuẩn, giảm nguy cơ phát triển ung thư, ngăn chặn bệnh tiểu đường cũng như phòng ngừa hiệu quả các bệnh về tim mạch, mạch máu não của bác nhé. Đó là ba nguyên liệu chính cho món ăn liên quan đến mồng tơi mà tôi sẽ chia sẻ với cô bác trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ba nguyên liệu này thì cô bác cần chuẩn bị các loại gia vị thông dụng như là muối, mắm, bột ngọt và dầu ăn nữa. Trước khi vào chế biến thì cô bác cần rửa sạch nấm hương, ngâm với muối loãng 15 phút, sau đó cắt đôi hoặc thái lát mỏng tùy ý. Rau mồng tơi thì cô bác nhặt lấy cọng non, bỏ lá sâu úa, rửa sạch rau rồi để ráo. Nếu cọng dài có thể ngắt làm đôi, tỏi thì bóc vỏ và băm cho nhỏ. Đến công đoạn chế biến rồi đây, cô bác sẽ cho khoảng 2 thìa dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi băm, tiếp đến là cho nấm vào xào cùng với gia vị, nêm nếm vừa ăn. Khi nấm vừa chín tới, mất khoảng 3 đến 4 phút xào thì cho rau mồng tơi đảo đều. Cô bác cần xào to lửa, đảo đều tay để rau được xanh giòn, nêm thêm chút xíu nước tương cho món rau xào thêm hấp dẫn. Cô bác xào được khoảng 3 phút là được, tắt bếp và cho mồng tơi xào nấm ra đĩa để thưởng thức nhé cô bác. Và đó chính là món ăn liên quan đến mồng tơi, giúp cô bác không chỉ lọc sạch độc tố trong gan thận mà còn giúp xương bớt đau nhức và tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Tuy nhiên, để mồng tơi thực sự an toàn với sức khỏe thì khi ăn, cô bác cần phải tránh những sai lầm sau đây nhé. Đầu tiên là không ăn chung mồng tơi với thịt bò. Tôi dám chắc ở đây có nhiều cô bác khi ăn lẩu thịt bò đã cho cả mồng tơi vào để ăn, nhưng sự kết hợp này rất nguy hại của bác nhé. Vì theo nhiều nghiên cứu, thịt bò và mồng tơi được xếp vào danh sách những thực phẩm kỵ nhau. Khi cô bác ăn chung, thịt bò có thể làm mất đi tính nhuận tràng của mồng tơi. Người bị táo bón mà ăn thịt bò với mồng tơi thì còn có thể khiến bệnh tình nặng thêm đấy cô bác ạ. Thứ hai là không ăn rau mồng tơi sống. Tôi biết là có nhiều cô bác có sở thích ăn rau mồng tơi sống, điều này là không nên cô bác ạ. Theo đông y, mồng tơi có tính hàn, nên nếu như ăn sống thì có thể gây ra tình trạng đầy bụng và khó tiêu.
Hơn nữa, việc nấu chín mồng tơi sẽ khiến cơ thể của bác hấp thụ được tối đa chất dinh dưỡng mà loại rau này có thể mang lại. Chính vì vậy, dù có thích thế nào, cô bác cũng đừng nên sử dụng rau mồng tơi để ăn sống của bác nhé. Thứ ba là không ăn quá nhiều rau mồng tơi. Theo các chuyên gia, trong rau mồng tơi có chứa axit oxalic, một chất có khả năng làm giảm sự hấp thụ canxi và sắt của cơ thể của bác. Chính vì thế, của bác chúng ta không nên ăn rau mồng tơi quá nhiều để tránh tình trạng khả năng hấp thụ canxi và sắt của cơ thể bị giảm sút. Nếu vẫn duy trì thói quen ăn nhiều rau mồng tơi, thì lâu dài sẽ khiến cơ thể của bác bị thiếu chất và gây nên những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Ngoài ra, trong loại rau này còn có hàm lượng chất purin khá cao khi đi vào cơ thể, có khả năng chuyển hóa thành axit uric, làm tăng nguy cơ bị sỏi thận của bác nhé. Không những vậy, axit oxalic trong rau mồng tơi khi kết hợp với canxi còn có thể tạo thành canxi oxalat, một chất nếu không được tiết ra ngoài sẽ có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Chính vì vậy mà cô bác không nên ăn quá nhiều rau mồng tơi. Bên cạnh đó, rau mồng tơi có hàm lượng chất xơ vô cùng phong phú. Nếu cô bác ăn quá nhiều loại rau này có thể gây nên tác dụng ngược, khiến dạ dày bị khó chịu, có thể khiến bệnh táo bón nặng thêm. Theo các chuyên gia, cô bác chỉ nên ăn rau mồng tơi từ 2 đến 3 lần mỗi tuần của bác ạ. Thứ tư là không ăn rau mồng tơi khi đang bị tiêu chảy. Như cô bác đã biết, rau mồng tơi rất có lợi với những ai đang bị táo bón. Và loại rau này khi vào cơ thể sẽ cấp thêm tân dịch, khỏi khô háo và chống táo bón hiệu quả. Tuy nhiên, nếu cô bác đang đại tiện ra phân lỏng hoặc bị tiêu chảy mà ăn rau mồng tơi, thì chất nhầy sẽ tác động tới đường ruột và khiến bệnh tình của bác nặng thêm mà thôi. Thứ năm là không ăn rau mồng tơi khi mới lấy cao rang xong. Sẽ ít cô bác mắc phải sai lầm này, nhưng tôi vẫn chia sẻ để cô bác có thêm kiến thức cho mình. Theo khoa học, thì do trong rau mồng tơi có chứa chất axit oxalic, đây là một chất không bị hòa tan trong nước, có thể bám lại ở răng, khiến cho răng bị ố, xỉn màu và tạo ra các mảng bám trên răng. Chính vì thế, nếu cô bác nào mà mới lấy cao rang xong, thì cô bác cần chờ từ 1 đến 2 tuần mới ăn được rau mồng tơi nhé ạ. Thứ 6 là không ăn rau mồng tơi để qua đêm. Tất cả các loại rau xanh đều được khuyến cáo là không nên để qua đêm, và mồng tơi cũng không ngoại lệ cô bác nhé. Bởi hàm lượng nitrat dồi dào trong mồng tơi có thể bị phân hủy và tạo thành nitrit. Chất này đi vào dạ dày sẽ tiếp tục bị tác động và chuyển hóa thành nitrosamine. Hợp chất này được chứng minh là có thể gây ung thư thực quản, dạ dày và các bệnh ở hệ tiêu hóa. Do đó, nếu cô bác có lỡ nấu thừa thì cũng đừng tiết kiệm một chút mà để dành tới hôm sau vì rất hại cho sức khỏe nhé cô bác. Và cuối cùng là không lựa chọn kỹ khi mua. Ngày nay, vì để tăng sản lượng, rau mồng tơi có lá to và đẹp mắt nên rất nhiều người trồng chọn cách sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích giúp cây phát triển. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì chất hóa học này tích lại trong cơ thể và có thể gây ra bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư của bác ạ. Vì thế, khi chọn rau mồng tơi, cô bác nên chọn loại rau an toàn, có màu xanh hơi vàng, không xanh mướt hay xanh đậm. Lá mồng tơi có phiến ngắn, dày, phát triển cân đối với thân. Thân rau giòn, rắn chắc, không bóng mượt, bất thường thì hãy mua về dùng của bác nhé. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác một số bài thuốc, món ăn từ rau mồng tơi giúp cô bác chữa bệnh cũng như nâng cao sức khỏe của bản thân. Cô bác cùng theo dõi để áp dụng vào trong đời sống hàng ngày nhé. Đầu tiên là làm lành vết thương. Cô bác giã nát mồng tơi rồi đắp cả bã và nước nhầy của nó lên vết thương sẽ giúp vết thương bớt đau rát và nhanh liền sẹo. Tiếp theo là người bị xương khớp. Cô bác hầm mồng tơi với chân giò thêm chút rượu để ăn hàng ngày sẽ giúp trị đau nhức xương khớp. Chữa yếu sinh lý nam giới. Cô bác dùng rau mồng tơi, rau ngót, rau má, bộ lòng gà hay vịt nấu thành canh và ăn khi nóng sẽ rất hiệu quả với chứng yếu sinh lý ở nam giới. Giúp da tươi nhuận hồng hào. Cô bác có thể lấy vài lá mồng tơi non, giã lấy nước cốt, cho vài hạt muối, thoa đều lên mặt vài lần trước khi đi ngủ. Chữa khí hư, suy nhược. Cô bác dùng gà ác một con, lá mồng tơi một nắm, đậu đen một nắm, ninh nhừ ăn nóng cả nước và cái. Tuần ăn từ 1 đến 2 lần. Khi thấy có kết quả, cho thêm một nắm đậu nành, hai nắm lạc. Người bị đau dạ dày, ở chua ăn cũng tốt nhé cô bác. Chị hơi thở nóng khó chịu. Nếu bị chứng mũi thở phì phò ra hơi nóng rất khó chịu, thì cô bác hãy nấu canh rau mồng tơi thái nhỏ cùng cua đồng giã nát lọc bã ăn vào các buổi trưa. Chữa chảy máu cam.
Mồng tơi giã nát rồi, cô bác lấy bông thấm vào nước cốt, nhét vào lỗ mũi bên trẻ máu, máu sẽ cầm ngay đó ạ. Chị đầy bụng, rau mồng tơi 50g, rau đay 50g, khoai sọ một củ, bóc vỏ thái nhỏ, nấu canh ăn vài ba ngày. Hoặc cô bác dùng 4 loại rau sau đây với lượng bằng nhau nấu canh, mồng tơi, đay, rau khoai, rau má. Trị chứng đi tiểu nóng buốt, cô bác lấy lá mồng tơi cho vào cối sạch giã nát, vắt lấy nước cốt, pha thêm một ít nước đun sôi để nguội và vài hạt muối rồi uống lúc sáng. Bã dùng để đắp vào bụng dưới, chỗ bằng quang cô bác nhé. Trị bị trĩ, nếu cô bác bị trĩ nhẹ thì có thể sử dụng mồng tơi như sau. Lấy một nắm lá mồng tơi rửa sạch, giã nát nhuyễn cùng vài hạt muối đắp vào chỗ trĩ sưng, đồng thời nấu canh mồng tơi ăn với cá diếc, ăn cả nước và cái nhé cô bác. Tăng sữa cho sản phụ sau sinh. Phụ nữ sau khi sinh ít sữa, ăn rau mồng tơi sẽ nhiều sữa hơn. Trong rau mồng tơi có các vitamin A3, B3, chất saponin, chất nhầy và chất sắt nên tốt cho thai phụ. Món ăn nấu từ mồng tơi với gà ác, đậu đen ninh nhừ, ăn nóng sẽ giúp sản phụ nhiều sữa, mau hồi phục sức khỏe, có làn da hồng hào, tóc đen mượt của bác ạ. Bớt cơm đi, buổi tối cứ ăn rau mồng tơi nấu cùng nấm hương với tỏi, của bác sẽ có được những tác dụng sau đây với sức khỏe nhé. Công dụng đầu tiên là trị táo bón, thứ hai là trị đau nhức xương khớp, thứ ba là giảm cân, dưỡng da mịn màng, thứ tư là cải thiện thị lực, thứ năm là tốt cho sức khỏe tim mạch, thứ sáu là ngăn ngừa ung thư. Ngoài 6 công dụng đó thì món mồng tơi xào nấm hương, tỏi còn giúp ngăn chặn bệnh tiểu đường cũng như phòng ngừa hiệu quả các bệnh về tim mạch, mạch máu não. Nên cô bác hãy áp dụng vào món ăn này trong thực đơn của gia đình để tăng cường sức khỏe cho cả nhà nhé. Và đến đây thì nội dung của chương trình cũng xin được khép lại. Nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho cô bác bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý. An tâm vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày.